Hello? hello các anh chị, hai uh, anh đạt nha, chào anh đạt. <laughs> các anh chị nghe rõ âm thanh chưa? Nếu các anh chị nghe rõ âm thanh và hình ảnh nó ok thì các anh chị à, bình luận cho mình à, là rõ ạ nhá để điểm danh luôn để xem hôm nay là có những, có nhiều anh chị tham gia buổi livestream để chúng ta cùng nhau à, trao đổi và thảo luận về thị trường à, khi mà ngày hôm nay nó có một cái pha nó đang là một trong những cái tín hiệu tạo đáy của thị trường nhá nó đang là một trong những những cái tín hiệu tạo đáy sau một cái khoảng thời gian nó nó bị cưa chân bàn này nhá rất là khó chịu luôn à, từ vùng 1130 xuống tận trăm tám uh, 1080 có nghĩa là nó điều chỉnh khoảng chừng là 50 điểm nhá thị trường hôm nay nó điều chỉnh khoảng chừng là 50 điểm Thì liệu canh chị uh, hiện tại là chúng ta nắm giữ hàng có ổn không? Các chị còn nắm giữ hàng không? Chào, chào chị, chào chị Bình Hoàng Hello mọi người Đợi đông đông người vào chút thì chúng, thì trước mắt thì mình sẽ thảo luận với các anh chị về thị trường chung nhá Trao đổi với các anh chị về thị trường chung Rồi sau đó thì chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về các cái dòng, các cái dòng mà nhịp này chúng ta cần quan tâm Cũng như là một số những cổ phiếu mà cụ thể chúng ta sẽ, sẽ ưu tiên trong cái nhịp này nhá Hello, uh, chị Diệp Nguyễn. Hello, anh Vũ Ngọc Tú. Các anh chị theo dõi buổi uh, livestream của mình thì uh, giúp mình uh, like buổi chia sẻ nhé, like cũng như là chia sẻ cái buổi chia sẻ này, like cũng như là chia sẻ cái buổi livestream này đến uh, càng nhiều người xem càng tốt nhé. Cảm ơn các anh chị. Hello, anh Khánh Phạm. Uh, các anh chị mà có Bây giờ khảo sát một tí một tí nhá. Là trong phiên ngày hôm nay có anh chị nào mà uh, mua được không? Có anh chị nào mua được thì uh, bình luận số 1. Còn hôm nay mà không mua được trong phiên ngày hôm nay thì bình luận số 2. Chúng mình xem nhé Nếu mà các anh chị uh, chăm theo dõi những cái buổi livestream mà, mà mình đề cập ấy, uh, và những cái buổi mà mình uh, có có chia sẻ lại những cái video thì chúng ta có thể thấy là trong cái khoảng thời gian cuối tuần là mình đã lọc cho các anh chị là tất cả những cổ phiếu dòng chứng khoán cũng như là đưa ra cho các anh chị về các cái điểm mua đúng không ạ? Các cái điểm mua cũng như là đưa ra về một cái kịch bản của thị trường. đó Thì uh, ok bây giờ có khoảng 30 người rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu uh, trao đổi về thị trường chung luôn nhá các anh chị nhé. Uh, mình sẽ trao đổi về thị trường chung trước rồi sau đó mình sẽ trao đổi với các anh chị về các cái cổ phiếu riêng lẻ về các cổ phiếu các cái điểm mua sau nhá nên là các chị cứ bình tĩnh và níu lại tại cái buổi livestream này rồi sau khi mà trao đổi xong về thị trường chung thì chúng ta sẽ cùng nhau bóc tách thảo luận từng cổ phiếu một nhá cho các anh chị nhá âm thanh có cần phải to hơn không các anh chị hay là các anh chị thấy có nhỏ hay là thế nào thì các anh chị bảo minh một tiếng để mình có thể chỉnh chỉnh mic luôn rồi trao đổi luôn chứ không tí nữa đang trao đổi thì lại có anh chị bảo là nhỏ ok không anh chị ok thì bình luận ok cho mình vậy rồi à, đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về thị trường trước nhé thị trường chung nhé thì các anh chị có thể thấy là biển cái trong những cái khoảng thời gian gần đây, khoảng một tuần gần đây nhá. Thì chúng ta có thể thấy là cái áp lực bán nó chủ yếu đến từ uh, khối ngoại đúng không ạ? Có những cái phiên mà khối ngoại người ta giao dịch nó gần như là một, uh, một phần 3 cái giá trị của thị trường luôn. Ngày mai nay thì khối ngoại tổng là nó cũng giao dịch đâu đó khoảng chừng là uh, khoảng gần 3.000 tỷ đúng không ạ? Đấy, thì tổng giá trị còn giao dịch ngày hôm nay là nó rơi vào khoảng 13.000 tỷ. Đó. Uh, ngày hôm nay thì lực bán của khối ngoại nó có nó có phần giảm sút nhá. Ngày hôm qua thì mình nhớ là, đâu đó khoảng chừng là hơn đang khoảng 3 000 tỷ cơ. Nhưng mà hôm nay nó khoảng 1 500 tỷ thôi. Và cái uh, cái lực bán dòng thì nó cũng đâu đó khoảng chừng là 500, trong khi đó là hôm qua là nó 770 và hôm kia là 1 500. Đấy, thì cái lực bán của khối ngoại trong những cái phiên gần đây thì nó đang có những cái dấu hiệu là nó giảm đúng không ạ? Lực cung nó giảm. Và các anh chị có thể thấy này, bốn uh, phiên gần đây đúng không? Bốn phiên gần như là nó nó cưa chân bàn luôn, đấy, đấy nó cứ giảm, nó cứ giảm, 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 giảm này, thì cái thời điểm này này nó giảm, Các chị thấy rất là khó chịu đúng không? Tuy nhiên nếu như mà chúng ta nhìn vào cổ phiếu, nhìn vào cổ phiếu nhá, thì chúng ta có thể thấy là uh, các cái cổ phiếu uh, mid cap đi, cổ phiếu mid cap, những cổ phiếu uh, dòng bất động sản, chứng khoán, thép, nhá, thì gần như là em thấy là nó vẫn đang đi tạo nền đúng không? Trong những khoảng thời gian mà nó giảm như này, thì nó vẫn đi tạo nền, chủ yếu là cái cái nhịp giảm này nó do là nó nó bán, nó bán, lực lực bán của khối ngoại vào những cái uh, cổ phiếu trụ nên là cái chỉ số nó bị nó bị cưa, cưa dần cưa dần nhá. Chào anh có lực. Đó, nó cưa dần cưa dần. Rồi nếu mà các anh chị nhìn vào cổ phiếu Midcap này, gần như là nó không bị không bị bán quá mạnh đâu, đúng không? Nó bị nó chỉ uh, bán từ cái phiên uh, ngày 13 tháng 12 rồi sau đó nó đi ngang nhá, nó đi ngang là chủ yếu. Nên là chúng ta có thể thấy là ở cái vùng này thì gần như là cái cái lực cung nhá, cái lực bán thì gần như là nó đã bị nó đã bị hấp thụ khá là nhiều, đúng không và nó đang uh, trứng lại ở những cái vùng giá mà mọi người uh, mà mình có trao đổi với các chị là cái vùng này là cái vùng mà uh, dòng tiền cái dòng tiền của tạo lập nó đang nó đang và đã gom ở những cái vùng này rồi đúng chưa ạ ví dụ như nkg nkg à, thì không rõ ràng lắm nhưng mà nếu mà những dục của cái dòng chứng khoán này đấy thì những cái vùng này nó là những cái thời điểm là những cái vùng giá mà gom của những cái tạo lập đúng không nó là cái vùng giá gom nên là nó không bị nó hết cái áp lực bán Ở cái vùng này nhá đó và cái thời điểm này này thì các anh chị có thể thấy là nó khá là tương đồng với cái thời điểm uh, của tháng 4 năm 2023 nhá của tháng 4 năm 2023 khi mà thị trường nó cũng giảm từ cái vùng 1080 xuống cái vùng 1030 giảm 50 điểm đấy và nó không có một cái nhịp hồi nào luôn đúng chưa đấy nó cứ giảm 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 cứ chân bạc cực kỳ khó chịu nếu mà chúng ta nhìn vào đến một giờ này thì nó cũng khá là tương tự khá là tương đồng nhá đây đúng không nó cứ giảm thôi đấy đấy giảm giảm đến khi nào mà nó về cái ngưỡng hỗ trợ gần nhất nhé Nó giảm về cái ngưỡng hỗ trợ mà nó tại đây là cái vùng giá của uh, những cái của bên là mọi người hay gọi là lái đấy Thì họ sẵn sàng mua gom ở những cái vùng này thì nó bắt đầu là có lực cầu nó đẩy vào đỡ nhé thị, thị, trường hiện tại thì cũng như thế này được chưa Đấy nó cũng cưa cưa dần cưa dần cưa dần và khi mà về cái ngưỡng hỗ trợ này cái ngưỡng hỗ trợ của nó là đâu đó khoảng chừng là 1080 thì nó bắt đầu có lực cầu đẩy vào mua nhá nhìn vào cổ phiếu thì chúng ta cũng có thể thấy như vậy luôn này đấy ví dụ như là uh, xét qua về dòng chứng khoán đi đây S&S này đi nền nhá đây nhìn cho rõ S&S đi nền này MBS đi nền này CTS này FTS này VIC này HCM này AGR VDS này VND này đúng chưa các chị nhìn nhá nó hầu như nó đều đi nền nó khá là tương đồng với cái thời điểm này này đấy thị trường nó cũng giảm 50 điểm đúng không cũng cưa chân bản nó cứ giảm 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 hoài nhưng mà các cổ phiếu uh, nó vẫn được giữ giá nhé, nó vẫn giữ được giá. Đây này. ví dụ như là của VND nhá, VND cái thời điểm này này, nó cũng quanh đâu đó khoảng chừng là cái vùng giá 14x nhá, 14x. Hay là SSS xem. Đấy, nó cũng đâu đó quanh điều chỉnh từ vùng 10.5 xuống cái vùng là 9.8. Đấy. Và nó kiểu nó đi ngang thôi chứ nó không bị nó không bị giảm mạnh khi mà thị trường nó cũng nó vẫn đang ở trong một pha giảm. Đây. Hay là FTS nhé FTS này, đúng đấy nó vẫn đi ngang nó đi ngang nó đi ngang giá chưa nó đi ngang giá và làm sao và von nó siết lại dần giống y hệt cái thời điểm hiện tại nên là đó là lý do vì sao mà mình đề cập là thị trường của cái thời điểm hiện tại mình đánh giá là nó khá là tương đồng so với cái thời điểm cái thời điểm tháng tư này nhá cái thời điểm tháng 4 năm 2023 này đấy cái thời điểm tháng 4 của năm nay đúng chưa đấy thị trường nó giảm nhưng mà giá cổ phiếu nó làm sao nó vẫn đi ngang và tích lũy von nhỏ nhá vẫn đi ngang tích lũy tạo nền von nhỏ vick này tương tự luôn CTS này. Đó, bất động sản cũng thế này. Đúng không các chị? Đấy, DG này. Đấy. Thị trường nó có giảm nhưng mà nó nó chỉ giảm một phiên thôi, sau đó nó lại đi tích lũy tích lũy tích lũy này, von siết lại cực nhỏ luôn. Đấy. Thì tại sao mình lại đề cập đến cái vấn đề là nó tương tương đồng với cái thời điểm tháng 4? Đó chính là bởi vì là cái thời điểm tháng 4 này, sau khi mà nó làm sao? Thị trường nó cưa chân bàn nhưng mà cổ phiếu nó không bị giảm đúng không? Nó vẫn giữ được giá và nó đi siết lại nền nhé siết nền siết von thì sau đó nó làm sao nó bắt đầu vào một cái nhịp tăng nhé nó bắt đầu bắt đầu vào một cái nhịp tăng mạnh của cổ phiếu thì chọn để ví dụ như đấy cờ này nó bắt đầu vào một cái nhịp tăng nó kéo luôn này đấy rồi sau đó nó nó lại tích lũy tích lũy ở cái vùng trên ở cái vùng cao này đấy. hay dg nhá để nó đi nền đúng chưa giá gần như là cái biên biến động của nó không quá nhiều nhá giá biến động không quá nhiều nhưng mà làm sao nó siết lại von cực nhỏ này đấy cái vùng này von cực nhỏ nó tương tương đương với cái vùng đáy này luôn này. Đấy, rồi sau đó nó làm sao? Nó bắt đầu có lực cầu vào. Đây, ví dụ phiên này là phiên bắt đầu có cầu và đỡ này nhá. Phiên là phiên cầu vào, cầu vào mua này, đúng chưa? Và phiên này nó kéo tiếp này, đấy chưa? Và nếu mà cái thời điểm này, này nếu mà chúng ta nhìn nó khá tương đồng với thời điểm hiện tại thì rất rất có khả năng là thị trường sắp tới nó sẽ có những cái nhịp kéo làm sao? Nó sẽ kéo luôn nhé nó nó sẽ kéo luôn và nó bỏ rơi. Nên là đối với những anh chị nào mà không có những cái uh, không có cái sự chuẩn bị trước và tầm ngắm trước để chúng ta có được những cái vị thế thì rất có thể là chúng ta sẽ bị bị nó bỏ rơi và chúng ta sẽ lại phải mua ở những cái vùng giá cao đó nên là đó là vì lý do vì sao mà mình vẫn đề cập với các anh chị là chúng ta cái nhịp này này chúng ta phải gom dần đi đúng chưa chúng ta phải gom dần đấy như như mình đã đề cập nhá dòng chứng khoán này đúng không thì chúng ta bắt đầu phải làm sao gom dần ở những cái vùng giá ấy đi đấy lực đỡ là 17.5 đến 18 này và phải gom dần ở quanh những cái vùng giá 18 đến 18.5 đi đúng chưa đấy nếu các anh chị xem những cái video cuối tuần thì chúng ta có thể thấy rồi được chưa cts này fts này và các anh chị có nhớ là cái cái form này nó là cái form gì không nhá nó là cái form uh, uh, mẫu hình vcb được chưa nó là cái mẫu hình vcb là cái mẫu hình mà nó thu hẹp biên độ giảm dần nhá cái biên độ cái biên độ nó sẽ thu hẹp lại dần đấy nên là cái vùng này nó đang nó mới chỉ chớm là những cái vùng tích lũy thôi và von lớn nó chưa vào nên là mình nghĩ là trong tuần này nếu như mà thị trường nó cân bằng và nó có ngày mai đi nó có lực cầu nó vào kéo thì khả năng là nó sẽ nó sẽ có những cái nhịp làm sao kéo để bỏ rơi nhé, kéo để bỏ rơi và khả năng nó sẽ không còn những cái vùng giá nền này, này nữa mà nó sẽ kéo lên đến cái vùng đỉnh này này rồi sau đó nó lại làm sao nó lại điều chỉnh tiếp nó lại điều chỉnh tạo một cái nền mới ở cái vùng chẳng hạn như vích là nó sẽ tạo nền mới quanh cái vùng giá 17.5 ví dụ như thế nhé thì đấy là đối với uh, uh, cái thị trường hiện tại đúng không thị trường hiện tại thì mình vẫn đề cập là Khả năng là chúng ta sẽ vẫn đang kỳ vọng là nó sẽ vẫn giữ được một cái nhịp sideways nhá. Nó vẫn đang ở trong cái nhịp sideways. Đấy, trước mắt thì là nó sẽ có một cái biên uh, biên tăng từ cái vùng 1080 quay trở lại cái ngưỡng kháng cự là 1030 nhá. Để xem cái vùng này nó tích lũy như thế nào thì chúng ta sẽ xem xét tiếp nhá. Còn nếu như mà nó uh, nó yếu thì khả năng là nó sẽ quay lại về nó test lại cái nền này tiếp. Nhưng mà nó tốt ấy, nó tích lũy ổn ở đây này, nó phá lên luôn khỏi cái nền tăng lớn này thì khả năng thị trường sẽ vào một nhịp uptrend nhá. Đây là cái thời điểm hiện tại là mình thấy là nó nó khá là quan trọng để chúng ta có phải phải tầm ngắm và tham gia dần nhá còn anh chị nào mà đang có hàng sẵn rồi và chúng ta vẫn giữ được qua những cái nhịp cưa chân bán ấy, những cái nhịp đấy gần như là cổ phiếu uh, những cái cổ phiếu mid cap đúng không những cổ phiếu dòng chứng khoán này đấy thì nó sẽ chỉ bị giảm ở những một hai phiên này thôi còn sau đó nó lại cân bằng thì theo em là các anh chị vẫn nên nắm giữ nhé và các anh chị vẫn nắm giữ được đúng chưa đây như fts này rất là đẹp luôn đi nền một hai ba bốn năm sáu bảy phiên rồi hôm nay có một phiên bật tăng, khả năng FTS sẽ là những con cổ phiếu mà nó nhẹ, nó cổ phiếu nhẹ của dòng chứng khoán nó sẽ được kéo lên, kéo lên trước nhé. Đấy là về thị trường chung. Nếu mà các anh chị có câu hỏi nào về cổ phiếu thì chúng ta có thể đặt câu hỏi này mình có thể trả lời cho các anh chị nhé. thị trường chung thì hiện tại chúng ta vẫn vẫn như thế thôi, đúng không? mình vẫn giữ quan điểm là nó làm sao nó vẫn đang ở trong một cái nhịp sideways và nó cần một cái thời điểm tích lũy có chăng cái điểm nhấn của ngày hôm nay ấy? ô anh nguyên cũng nghe rõ hả sao mà âm thanh mọi người nghe rõ được hẳn là bên cạnh nhà có đám nhỉ sorry các anh chị nhá Ok, mình sẽ tiếp tục nhé. Chắc cái đấy là nó sẽ không uh, ảnh hưởng quá nhiều đâu nhỉ mình sẽ cố gắng nói, uh, nói to hơn một xíu để để nó áp đi cái tiếng này nhá mình có đóng cửa hết rồi đấy uh, tiếp tục các anh chị nhá, đó thì trước mắt là kịch bản thì chúng ta vẫn giữ cái quan điểm là nó sẽ ở trong một cái nhịp sau quay và nó cần một cái khoảng thời gian tích lũy đúng không Có chăng là nó sẽ giống cái thời điểm này này đấy nó giống cái thời điểm này này là nó sẽ kéo lên rồi nó làm sao nó sẽ tích lũy ở cái vùng nền trên này này, rồi nó bứt luôn để tạo thành một cái nhịp up, -trem, up -trem luôn hay là nó sẽ cần những cái nhịp mà nó đi sideways tiếp thì chúng ta sẽ phải uh, trả đợi những cái dự kiện tiếp theo. Còn trước mắt là chúng ta sẽ kỳ vọng cái nhịp hồi trước mắt là đi biên từ cái vùng 1080 lên cái biên là ba 1130 nhá. Trước mắt là như thế. Về cổ phiếu thì hiện tại là chúng ta sẽ uh, tập trung chủ yếu đến uh, 3 ba dòng. Thứ nhất là bất động sản nhá thứ nhất là chứng khoán ưu tiên nhất là chứng khoán thứ hai đó chính là khép và thứ ba là bất động sản đấy về chứng khoán thì có thể là các chị theo dõi những cái video thì có thể là chúng ta thấy là video trước là đúng không video trước là 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 mình đã đề cập về cổ phiếu dòng chứng khoán rồi đúng không bất động sản thì chúng ta cũng có khá là nhiều cổ phiếu mà chúng ta cần quan tâm nếu mà bất động sản thì mình đang quan tâm bốn cổ phiếu là chính thứ nhất là dg đúng không thứ hai là uh, dg Thứ ba là HDC, đây, DG này, đây, đúng không? DG này, HDC này, và thứ tư là HDG, nhá. HDC và HDG là một trong những cái điều mà là nó khá là hấp dẫn, ấy. nhá. Nó khá là hấp dẫn và nó khá là hay, khá là thú vị. Nên là các anh chị nào mà uh, theo dõi, đang theo dõi và theo đuổi nó thì mình nghĩ là vẫn nên, vẫn nên kiên trì về nó, nhá. Đừng nên bỏ dở bởi vì là những cái cổ phiếu này này nó mà tích lũy xong nó chạy lên thì nó cũng khá là khỏe đấy là đối với dòng bất động sản nhá lướt qua một xíu cho các anh chị còn nếu mà các anh chị trong những cái zoom cộng đồng đúng không cũng như là zoom hội viên thì các anh chị có thể thấy là cái vấn đề mà chúng ta chuẩn bị cho cái nhịp ngày hôm nay thì mình đã đề cập về các anh chị nó khá là khá là sớm rồi đúng không ạ nó khá là sớm nhá nó khá là sớm ờ, từ cái phiên trưa ngày hôm nay cơ Từ thời điểm trưa ngày hôm nay Đây, đúng không? đấy với cái trạng thái xếp von như này, kèm theo thị trường điều chỉnh cưa chân bàn, đúng không? thì ngay cả trên uh, trang cá nhân của mình thì mình cũng đã uh, lên một cái bài để phân tích rồi, đúng không? nếu các chị theo dõi sớm buổi sáng này thì chúng ta có thể thấy, đúng không? thì các cổ phiếu mà có độ tích lũy nền tốt, ví dụ như trên này, đấy, nó tích lũy nền như thế này này, đấy, nó tạo nền, đây là ví dụ của DGR này, đấy, khi mà thị trường nó vẫn cũng cưa chân bàn đấy, thì em nghĩ là sẽ có những nhịp chạy tốt và một số cổ phiếu sẽ chạy kiểu bỏ rơi có nghĩa là sao có nghĩa là nó kéo lên một phát ngày mai dòng tiền nó vào phát nó sẽ kéo luôn và uh, khả năng là chúng ta sẽ phải gọi là gì bị bỏ rơi và sẽ phải mua ở những cái nhịp mà nó làm sao nhịp chỉnh sau chứ không thể nào mà uh, mua được trong phiên ngày mai nữa nếu như mà dòng tiền nó vào nhé nếu mà dòng tiền nó vào nó mua giống như cái trường hợp của DG mà em vừa đề cập với các chị đấy nhé à, của DG ấy. trước mắt thì em sẽ tập trung vào ba dòng bất động sản chứng khoán thép đúng không đấy đấy chứng khoán của SHS này, FTS này, VIX này, VISA này, VND này, cái vùng giá này cho các chị uh, gom nhé, các chị kê lệnh nhé, DG, này, DG, này, HDC, và HDG, đây là bất động sản, có thép thì có NKG, HSG, HPG. Cụ thể thì ngày hôm nay thì em có lấy về NKG, NKG, DG, bất động sản của DG từ đầu từ đầu bảo là danh mục quan tâm nhất là uh, DG, NKG với lại Ss uh, SHS thì nói nói chung là hôm nay thì lại chọn DG Đấy, và SSS thì kê thì là cũng không được nhiều lắm. Thế thôi. Đấy là chia sẻ với các anh chị một xíu vậy thôi. Đấy, có nghĩa là cái sự chuẩn bị này, đúng không? Nếu như mà chúng ta có cái sự chuẩn bị về cái kịch bản trước rồi thì gần như là em nghĩ là chúng ta sẽ không bị bỏ lỡ những cái nhịp mà nó uh, nó kéo như thế này, đúng không ạ? Những cái nhịp mà nó nó rũ, nó rũ xong nó kéo. Đấy. Cái trường hợp mà rũ rồi kéo thì cái này là gần như là chúng ta cũng có có thảo luận với nhau rồi đúng không ạ? rồi em sẽ bây giờ em sẽ đi uh, xử lý từng uh, comment của các anh chị về cổ phiếu nhá để em xem là em ơi CEE -E thì sao à, CEE -E thì em thấy là um, nó có nó rũ bị rũ khá mạnh đấy nó về vùng nền rồi và nó đang tích lũy lại với con nhỏ đấy em thấy thì con này thì nó sẽ khả năng là nó sẽ chưa kéo lên được luôn nhá nó sẽ cần thời gian tích lũy và khả năng nếu như mà các cổ phiếu khác ấy, mà nó chạy nó chạy trước ví dụ như là chứng khoán nó chạy trước các thứ các thứ hay bất động sản ấy, thì uh, đợi chúng ta đợi cổ phiếu này là tích lũy thì chúng ta có thể vào sau nhé vào sau được và em thấy là cái vùng giá mà lấy của CI nó hợp lý nó cũng khoảng là vùng từ 16.5 đến 17 nhé ở cái nhịp này chị Hoàng Kim Chi nhé CO vào 23 được không em CEO anh Phong TDC anh Nguyễn Trung hỏi về Vinamilk Co CEO thì hiện tại CEO nó đang ở cái vùng nền anh ạ bất động sản thì CEO thì cũng được nhưng mà thực ra là CEO thì đánh nó nó hơi hơi phiêu quá, đánh con này hơi phiêu và cái nói chung là đánh những cái con này thì nó cũng nó cũng sẽ khó hơn đấy, sẽ khó hơn nhá Hiện tại thì nó đang ở cái vùng nền, thì em nghĩ là uh, vùng nền thì nó sẽ cần phải tích lũy, nó phải cần có cái sự uh, nó nó kiểu nó tích lũy mà tích lũy nền nhưng mà nó phải vòng cung phía nó vòng cung lên trên này, này. đấy. thì sau đó chúng ta lấy nó sẽ an toàn hơn nhá dòng tiền nó vào nó sẽ an toàn hơn. Đấy. một vài phiên tới mà nó có cái sự Uh, tăng lên này và cái vòng cung hướng lên này. Đấy thì khả năng là nó sẽ có những cái tín hiệu nó tốt hơn nhá. Còn anh muốn vào ở cái vùng 23 thì em nghĩ là 23 là cái vùng lấy cũng khá là hợp lý nhá. Đợi một hai phiên nữa xem nó tích lũy thế nào. Uh, về form thì em thấy giờ chỉ có chứng khoán là nó đẹp. nhá, chứng khoán là nó rất là đẹp bởi vì nó tích lũy trước. Ờ uh, Vinamilk thì trước mắt là nó đang ở vùng đáy. Nó nó phải test đáy đã. Em thì em thấy là Vinamilk thì nói chung là nó cũng không không quá kỳ vọng vào cái nhịp sóng này đâu nhá bởi vì cái nhịp sóng này khả năng ấy, nó sẽ là những cái nhịp mà nó ngắn rồi nó sẽ lại có những cái nhịp mà nó sao rung rũ rung rũ đấy để nó lên cái vùng một một thì khả năng nó sẽ cũng hơi hơi sóng gió đấy nhá nên là em nghĩ là để đánh những cái nhịp này thì phải tận dụng những cái cổ phiếu nào mà nó có cái tính chất mà nó uh, nó có cái dòng tiền dòng tiền đầu cơ nó vào nó kéo ấy thì nó sẽ là nó sẽ tận dụng được cái thị trường hơn nhá VND 21.7 CO 22.5 không CO 2.5 thì là ok rồi nhá CO thì em vừa nói rồi đấy 2.5 thì nó là cái vùng ok còn VND 21.7 à 21.7 cũng ổn đây VND thì em có đề cập cái vùng gom là cái vùng từ 21 đến 21.5 đúng chưa thì à, nói chung là nó cũng không chênh lệch quá nhiều anh mua được cái vùng nền thì em thấy là nó vẫn đang rất là hợp lý đúng chưa đây nó cũng vẫn chỉ là cái vùng nền của VND thôi và khi mà nó đang ở cái vùng nền thì chúng ta mua này đấy để chúng ta canh những cái nhịp làm sao nó kéo lên nó kéo lên đến nó kéo lên đến cái vùng kháng cự này đấy, rồi nó lại làm sao tích lũy điều chỉnh lại chứ nó bảo bảo để nó nó kéo lên luôn ấy, thì nó sẽ hơi khó Vích mua tầm nào em Vích thì uh, Tương chứng khoán thì Vích nó là cái vùng 16 đến 16 cho năm đấy chưa đấy nó là cái vùng uh, gom hợp lý ở trong một cái nhịp rũ của ngày hôm nay trong ngày hôm nay thì uh, nó là cái vùng uh, 16 đến 16 cho năm nó là hợp lý nhưng mà khả năng là ngày mai các anh chị mua thì em nghĩ là khả năng là đối với những dòng chứng khoán này khả năng là chúng ta sẽ sẽ bị nó bỏ rơi đấy nhá nó sẽ bỏ rơi và gần như là các anh chị sẽ không dám mua được nữa đâu nhá nó sẽ bỏ rơi chẳng hạn nó sẽ kéo lên đến khoảng hơn 17 đấy nên là nếu mà chúng ta muốn tham gia thì chúng ta cần phải trông chờ vào những cái nhịp mà nó nó rũ trong phiên nhá rũ trong phiên thì nó mới ổn thôi hôm nay minh dự chuẩn cảm ơn em chúc em nhiều thành công à, cảm ơn chị nguyễn hoan Ờ à, ra là cái bảo là dự đoán thì nó sẽ hơi hơi mang tính chất là nó, nó tâm linh quá đúng không? Nhưng mà em nghĩ là đây nó là cái sự chuẩn bị, nó là cái thành quả của sự chuẩn bị thôi. Chứ thật ra em cũng không phải là người để đi chuyên đi gọi là dự đoán thị trường nó như thế nào. cả mà em có cái sự chuẩn bị, à, em có cái sự chuẩn bị là khi mà thị trường mà nó đang à, nó đang ở trong một cái nhịp điều chỉnh, đúng không? Nó đang ở trong một cái nhịp điều chỉnh và nó đang tiến về cái ngưỡng hỗ trợ này thì những cái nhịp rũ đúng không? Nó sẽ có những cái nhịp rũ cuối. Đấy chẳng hạn như phiên ngày hôm nay khi mà thị trường nó nó về cái vùng 1085 này và đến cái thời điểm mà nó bảo là rũ về 1000 mà nó rũ về hẳn 1080, 1082 thì em có đề cập là ok, cái vùng đấy là chúng ta có thể tham gia được rồi, đúng chưa? Bởi vì là khi mà nó nhúng vào đây này thì chắc chắn là cái lực cầu mà trước đó nó tham gia đây, một lần này, hai lần, ba lần luôn, đúng không? Cái lực cầu cái vùng 1080 này nó tham gia rất là nhiều lần, đấy ba lần như thế này, thì chắc chắn là nó về đây là nó sẽ có những cái lực đỡ, đấy. thì trước mắt là trong ngắn hạn là chúng ta sẽ có cái lợi thế đã, đúng không? còn trong một cái cái view chung dài hạn thì thì chúng ta sẽ phải xem xét thêm ở những cái cái thời điểm của ngày mai ngày kia, đúng không? chẳng hạn như ngày mai ngày kia mà nó kéo lên thì nó lại là tốt, còn trong trong trường hợp mà ngày mai ngày kia mà nó kéo lên với von nó vẫn nhỏ, đúng không? có nghĩa là lực cầu nó chưa vào, nói chung là lực cầu nó, nó yếu, nó chưa vào quá khỏe, đúng không? nó chỉ vào uh, long doan thôi thì em nghĩ là khả năng là nó sẽ lại like rũ đấy von vào vào nhỏ ngày mai ngày kia thì khả năng lại rũ nên là chúng ta vẫn phải xem xét tiếp về thị trường ngày mai được chưa để có những cái hành động nó tương ứng còn ngày mai thị trường nó kéo lên luôn thì nó là đẹp nhé giống với thời điểm này này đấy nó có kéo lên lên thế này thì là đẹp này đấy kéo lên luôn thế này là đẹp này rồi sau đó nó chỉnh xong nó kéo nó kéo hẳn luôn bắt đầu vào một nhịp uptrend luôn nên là thời điểm này chúng ta đặc biệt phải quan tâm đặc biệt là cái thời điểm này nhìn các cổ phiếu uh, dòng chứng khoán này bất động sản này thép này nó có cái sự tích lũy nó cực kỳ đẹp nhé tích lũy đẹp thật sự nên là cái vùng này em kiểu là cũng cũng nên đánh đổi mà cũng nên tham gia và đánh cược mà đúng không nhưng NKG này nó nó điều chỉnh nó siết siết nền von cực kỳ nhỏ luôn đấy cái thời điểm von như thế này này thì nó lại là tương đương với cái thời thời điểm đáy này đấy, nghĩa là sao nghĩa là làm sao lực lực cung nó yếu rồi đúng không lực cung nó yếu rồi nó không bán được nữa đúng không mặc dù là nó ở cái vùng giá cao này nhưng mà nó cũng không sẵn sàng nó bán ra đấy thì chắc chắn là cái lực cầu nó vào nó sẽ kéo lên thôi à, gmd 68 ổn không em gmd 68 tám. À, thực ra là bây giờ vào những con cảng biển như thế này thì em thấy là nó sẽ không lợi về sóng nhá nó sẽ không lợi về sóng trước mắt là nó sẽ không lợi về sóng còn hiện tại mình có cái vị thế là 68 thì em nghĩ là vị thế này là ổn bởi vì làm sao bởi vì nó đang ở cái vùng nền nhé các anh chị cứ mua được ở cái vùng hỗ trợ này đấy là nó là cái vùng ổn nhé đấy điểm mở mua là mua ở cái vùng trên hỗ trợ nó là cái vùng ổn đấy chưa bởi vì các anh chị mua đây này nó sẽ có những lực đỡ tốt còn trước mắt là nó không có cái sự hỗ trợ nó không có cái sự nó không có cái sóng dòng mạnh mẽ của thị trường nhé nên là nó sẽ không kéo mạnh được như những cái dòng chứng khoán bất động sản hay là thép nếu như mà thị trường ngày mai mà nó hưng phấn à, APG thì sao APG APG thì em thấy là con APG này thì em thấy là không cũng không tham gia được những con như thế này ở cái nhịp này được đấy nói chung là khó và thanh khoản của những con này nó rất là nhỏ tham gia thì nó sẽ cũng là hạn chế và đánh kiểu đánh đánh lướt thì được thôi những con như này thì điểm ở cái thời điểm vừa rồi nó không cho chúng ta điểm mua nhé nó không có nó không cho chúng ta điểm mua SSI &E, HPG mua được không Uh, anh uh, nguyễn trung anh đặt công nghiệp kho xưởng hỏi về ce ipa hdc ipa ipa thì uh, ipa thì cũng có thể theo dõi để đánh được đấy nhưng mà em đây cũng có thể theo dõi nhá Mình đang đi nền ở đây rồi cái nền này khá là khá là chặt nhé khá là chặt Von đã siết lại rồi cũng có thể đánh ở cái nền này được nhé khá là an toàn hdc thì uh, nói nhiều với các anh chị rồi Đấy cái vùng này nó đang Nó đang rũ đấy Nó rũ rồi Nó rũ ok rồi Và nó có một cái kênh này Đấy thị trường Sau phiên này nó Nó có những cái nhịp hồi lên này Đấy Và nó cân bằng ở đây Rồi bật tăng Von lớn vào đây Nó phá được cái chen Nó phá được cái chen giảm này Thì khả năng nó sẽ lên được Đến những cái vùng giá 40 Đối với HDC HDC thì cái quan điểm của em nó vẫn chưa thay đổi nhé Các chị đang theo dõi buổi livestream thì uh, uh, Like, like, thả tim Cũng như là follow kênh cho mình với nhá Chia sẻ Uh, cảm ơn anh Bình Thanh học vía đây thực chiến mà người cố gắng tận dụng uh, đúng rồi thực ra là em cũng uh, gọi là gì chia sẻ hết những cái gì mà mình biết được và những cái gì mà mình tìm hiểu tìm hiểu trong sách vở học học tập nhé và kiểu mình uh, áp dụng nó trên cái thị trường Việt Nam để uh, đưa ra cho các anh chị Nhá, để đưa ra cho các anh chị những cái gì mà nó tinh túy nhất để trao đổi đấy nên là nếu mà các anh chị thấy mà nó hay đúng không các chị thấy nó hay thì các anh chị có thể tận dụng để uh, sử dụng cho cái phương pháp của mình còn nếu mà các anh chị uh, nào mà chưa rõ thì có thể tham gia vào những cái zoom cộng đồng của mình nhá. những cái zoom cộng đồng của mình đây thì mình sẽ đến cái zoom cộng đồng ở đây để các anh chị có thể anh uh... chị có thể tham gia cụm zoom cộng đồng của mình để chúng ta có thể cùng nhau thảo luận nhé. Còn các anh chị nào mà cần muốn ủng hộ mình, cần cần tham gia vào zoom khuyến nghị thì có thể à, liên hệ với mình sau cái buổi livestream ngày hôm nay nhé. thì à, chúng ta sẽ, thì mình sẽ mời các anh chị vào trong một cái zoom zoom khách hàng, được chưa? chuyển về id về vps của mình, đồng hành cùng mình giao dịch với mình. thì mình sẽ hỗ trợ các anh chị về điểm mua bán, hỗ trợ các anh chị về à, các cái phương pháp mua bán làm sao cho nó hiệu quả, đúng không? phân bổ vốn cũng như là quản trị rủi ro cho các anh chị đấy nên là nếu các anh chị nào mà kiểu yêu quý và theo dõi buổi livestream của mình thường xuyên mà muốn đồng hành cùng với mình thì chúng ta có thể uh, trao đổi với nhau sau cái buổi livestream ngày hôm nay để uh, đồng hành nha các anh chị nhá chứng khoán có mbs rất mạnh phải không em à, đúng rồi mbs em thấy là mạnh khá là mạnh đấy đấy hỗ trợ mbs này nó cũng đi nền này và hôm nay nó cũng có những nhịp bật đấy trước mắt là nó sẽ làm sao nhiều anh chị bảo là nó làm sao cốc tay cầm đấy thì chúng ta cũng có cũng có có quyền có quyền là nhìn vào cái trạng thái của nó và đề cập nó đến cái vấn đề là cốc tay cầm nhưng mà để nó nó thành công thì nó cần phải có một pha break được cái cái kháng cự này nhá nó phải break được cái kháng cự đâu đó khoảng chừng là 24 24 với von lớn nhá nó phải break lên break thẳng lên thì nó sẽ vào một cái nhịp nhịp up của con MBS này nhá còn trước mắt thì mình vẫn view nó là kiểu nó sẽ có những nhịp kéo rồi nó lại tích lũy thêm một cái nền nữa nhé nó sẽ tạo thành những cái đề nữa rồi nó mới Mới lên Còn MBS em thấy là khỏe đấy, trong dòng chứng khoán thì MBS khá là khỏe. Gần như là một trong những cái con khỏe nhất. ci anh Phạm Quảng vào 17.6. À, 17.6 thì là nó là, là cái vùng mua nó hơi cao đúng không? Vùng này vùng hơi cao rồi. Thì trước mắt em thấy là à, chúng ta canh những cái nhịp hồi nhá, khả năng là nếu mà nó hồi về những cái vùng khoảng 17.4 17.5 thì chúng ta cũng có thể bắt đầu là, là hạ dần tỷ trọng đi được nhá, để làm sao vì nếu mà cái nhịp này này C ấy, nó cũng cùng lắm ấy, nó nhịp nó hồi mà nhịp thì nó cũng chỉ lên được những cái vùng là 17.6 đến 17.8 thôi. Rồi sẽ nó sẽ làm sao? Nó sẽ lại tích lũy một cái nền nữa này. Chứ nó không nó khó mà khó để mà làm sao để nó kéo từ đây thẳng cho nó vượt đỉnh lại, nhá. Mà nó sẽ phải dừng lại tích lũy một nhịp nữa. Nên là nếu như mà anh Phạm Quảng mà đang dính ở những cái vùng 17.6 thì canh những cái nhịp hồi về bờ thì chúng ta có thể thoát ra, nhá. Last 14 còn giữ được không? last 14 ừ. em thấy là vẫn giữ được không sao cả thật ra con last này nó nhúng về cái ma50 này nó rút chân luôn thế bên này là cũng ổn nhá trước mắt thì chúng ta sẽ uh, xem nó tích lũy ở cái vùng như này em nghĩ là nó sẽ chỉ tích lũy ở đây thôi đấy rồi nó sẽ nó, nó mới đi lên nhá chứ lát nó chưa chưa vào một cái nhịp kéo lên luôn được đâu trước mắt thì cứ giữ anh ạ PDR và 26.3 target bao nhiêu 263 thực ra PDR thì cái nhịp này target của nó thì cũng chỉ lên đến được cái vùng kháng cự này nhá trước mắt là nó sẽ lên đến cái vùng kháng cự này Đấy, target của nó thế này thôi rồi nó xem nó tích lũy như thế nào rồi tính tiếp nhá VND VSC uh, VND xem hộ lời giá 4.7 VND thì uh, cái vùng gom 21 đến 21 năm nó là hợp lý nhá. Nó là hợp lý. Nên là hiện tại nếu mà chúng ta mà vào gom muộn ấy thì em nghĩ là nó sẽ uh, ngày mai mà nó kéo mở mở gáp cho hạn hoặc là nó kéo kéo sớm ấy thì khả năng là chúng ta sẽ sẽ không nên tham gia, không không nên vào luôn mà sẽ phải đợi những cái nhịp mà nó nó điều chỉnh sau để chúng ta tham gia thì nó sẽ ổn hơn nhá. Chứ nếu mà chúng ta cái nhịp này này, nói chung mấy cái nhịp sideways này này, chúng ta chỉ cần chậm một nhịp thôi là chúng ta gần như là sẽ bị sẽ bị sẽ bị bỏ lỡ đấy nhá nói chung ai không 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 nhạy không nhạy bén mà vào tham gia sớm được thì em nghĩ là nên uh, nên có cái sự uh, nên kiểu gì kiên nhẫn chờ đợi những cái nhịp mà nó điều chỉnh về cái vùng gom thì nó sẽ ok hơn nhé chứ đừng có mua đuổi lig 4.7 nói chung mấy con penny thế này thì uh, như là LIG này thì em trước mắt thì em thấy là view của nó thì là nó vẫn kiểu cứ đi đi ngang lịch trình tích lũy thôi đấy nhá rồi nó có kéo lên hay không thì sẽ phải xem xét sự kiện tiếp theo nhá trước mắt thì em vẫn đánh giá là con này nó sẽ vẫn đi kiểu sideways đi đi tạo nền đã nhá vẫn đi tạo nền Uh, HSS sao bạn? HHS thì em thấy là um, bảo với các anh chị vào tới những cái thời điểm mà nó ở cái vùng này đúng không? Đấy, nó cũng tương tự như cái thời điểm này đề này. Đấy, nó tạo nó tạo lại một cái nền tích lũy đúng không? Đấy. Thì cái thời điểm này HHS là cái thời điểm vào nó phải là những cái thời điểm này này. Đấy khi mà nó von nó vẫn còn nhỏ này và nó siết lại cái nền này thì vào. Còn bây giờ là nó đã quá rồi và gần như là nó vào cái vùng gọi là gì? À, vùng target của nó rồi. Thì em nghĩ là uh, H&S anh chị nào mà có vị thế từ sớm ấy Thì chúng ta cũng nên chốt lời những cái phần này rồi nhá Đối với HHS nhé Thế bây giờ bảo mua thì chịu Em thấy là chịu Còn TCH thì uh, khả năng là nó sẽ có những nhịp kéo lên đến cái vùng giá 14 nhé Kéo được con này em nghĩ là kéo được đấy Nó đang tạo những cái nền ok mà Đây Đấy Cũng VCP Tạo một nền, hai nền ba nền nhá khả năng những con như thế này thì nó sẽ có có những nhịp kéo kéo lên đến cái vùng đỉnh này, này. rồi nó lại điều chỉnh thôi nhá TCH SSI với CEO SSI thì dòng chứng khoán được SSI thì lấy được từ những cái vùng giá 32 đến 32 năm thì lấy được nhá nó vẫn đang ở cái nền thôi Nói chung là cái vùng này nó đang là khả năng nó là một cái vùng đáy của cái nhịp giảm rồi nhá CO thì em có nói từ đầu video rồi đấy. Nó nó vẫn đang ở vùng nền. CO thì có thể uh, quanh quanh cái vùng giá 22 thì sẽ ok. Ờ xem hộ à 17.5 ổn không minh? À uh, Vic 17.5. 17.5 thì em nghĩ là vẫn giữ thôi nhá. 17.5 giữ, khả năng là nó sẽ về bờ được ấy nhá, về bờ được. Về bờ thì em nghĩ là khi mà về bờ thì chị nên hạ ra nhá. 17.5 thì nên hạ ra nhá. VSC mua 29 7. 29 7 giữ cho em nhá, VSC uh, giữ được. Con cảng này thì khả năng là nó sẽ tích lũy một này, một nền này, này. hai nền đúng không? Nền này, thứ ba này. Đấy. tích lũy xong cái nền thứ ba này khả năng nó sẽ bay đấy. Nhá. Nên em nghĩ là giữ cho em đi. VSC này, tích lũy một cái nền thứ ba này này. Đấy nó đang có dấu hiệu tích lũy rồi đấy đấy rồi nó vượt này đấy thì khả năng là nó sẽ lên được target là đến nếu những cái vùng giá 33 đến 35 nhá với VSC nên là em thấy là giữ được à, Novaland mua 6 16 1 giữ hay lên 18 bán hết 16 1 à Ok chị 16 1 em thấy là là cái vùng giá mua ok đấy hợp lý đấy ổn gần như là chị bắt được đáy đấy thì em nghĩ là là Uh, giữ lên đến cái vùng target là 18 là ổn nhá. Đấy, nhịp này đánh ngắn là lên đến 18 rồi nó sẽ lại làm sao đi điều chỉnh đi ngang thôi. Đấy, trước mắt là nó vẫn đang đi sideways thôi, nên là uh, lên đến cái vùng kháng cự rồi chúng ta sẽ sẽ chốt dần nhá. Thị trường mà nó mạnh thì gần như là một hai phiên là nó sẽ lên đến cái vùng này rồi nó lại điều chỉnh thôi. Uh, IDC, BAF TNG IDC giữ được. Đấy, nó vẫn đang đi tạo ba nền này đúng không? một nền hai nền ba nền nhá vẫn đang ok khả năng idc sẽ uh, tạo xong ba nền này à, idc các anh chị cũng phải chú ý cho em nhá đấy nó đang tạo ba nền rồi đấy tạo ba nền mẫu hình vcb von siết lại ngày mai ngày kia mà nó bứt nền lên khả năng nó sẽ vào một cái nhịp chạy mạnh đấy nhá nên là idc phải theo dõi cho em nhé idc thì giữ được ở đây em sẽ cho vào cái danh sách này luôn mai cho đỡ quên khả năng nó lại vào điểm mua thì chết đúng không Ui, bot 3.5 thì em nghĩ là phải cắt lâu rồi chứ nhỉ? Ừ. Nên cắt lâu bây giờ hay không à? Nên cắt bây giờ thì uh, cũng cắt cắt được, cắt và đảo luôn sang dòng uh, những con cổ phiếu mid cap đi thì nó sẽ ok hơn. BAF đang ở nền rồi nhá. Đấy, BAF ở nền thì em nghĩ là nó tích lũy này rồi nó sẽ đi lên thôi nên này chị cứ giữ cho em nhá. Nền của nó đang ở cái vùng giá là 25, nó không mất đi cái vùng giá 24.5 này thì nó vẫn ổn nhá nó vẫn ở trên cái vùng 24.5 đến 25 thì vẫn ổn. Và TNG 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 thì vẫn giữ đấy. Uh, TNG thì nó cứ lình xình lình xình đi lên khoảng 22 thì chúng ta chốt dần nhá. 22 chốt dần. BSI dòng trứng thì ổn mà con này còn vật đỉnh nhá. Nó về cái vùng hỗ trợ này. Đấy, về cái vùng hỗ trợ phát nó có lực cầu đỡ. Von nó cũng hơi nhỏ thôi. Nhưng con vật đỉnh như này thì em lại không khuyến khích đánh cái nhịp về lắm nhá. Mặc dù khả năng nó sẽ vẫn còn kéo nhưng mà uh, vượt đỉnh thì đánh ở nhịp này nó hơi khó. đây nó cũng sẽ uh, nó điều chỉnh đúng không? sau khi nó kéo vượt đỉnh này nó điều chỉnh về về nền nó sẽ tích lũy tại nền này khi mà tích lũy von nhỏ đủ thời gian nhé đủ thời gian tích lũy đủ thời gian và lực cầu nó đẩy vào thì nó sẽ có những nhịp kéo lên tiếp nhé kéo lên thì khả năng cái nhịp này nó kéo lên thì nó sẽ vượt đỉnh vượt đỉnh này đấy, vượt đỉnh rồi nó sẽ lại test lại tiếp đấy thì đây sẽ là cái xu hướng của BSI đối với cái thị trường mà nó gọi là gì? À, thuận lợi nhất yeah. Em xin phép các anh chị yếu uống ngụm nước nhá. HCM Mua 31.5 Ổn không Và target bao nhiêu Chị Lê Hồng Hạnh HCM Ổn chị ạ ừ. Đây Nó cũng đang tích lũy à, Tích lũy và cái kháng cự Trước mắt của nó đây Nó đang khá sát kháng cự rồi Von giữ thế này Ổn à con này thì khả năng là sẽ phải khả năng nó sẽ sớm vượt nha, nó sẽ sớm vượt cái phiên ngày 11 tháng 12 nó vượt trước rồi nhưng mà do thị trường nó chỉnh thì nó cũng phải chỉnh cùng đúng không nó chỉnh cùng nhưng mà nó chỉnh không nhiều nó đang đi tạo nền khả năng con này nó sẽ vượt cái con này nó khá giống cái con gì mà em vừa mới mình nhìn qua nhỉ khá giống với cái thời điểm trước ấy không nhớ được ở à, đấy rồi sao có phải không nhỉ không phải. Nói chung là HCM thì ok. HCM thì ba à, mua 31.5. Có nghĩa là ngày ngày hôm nay nó mới về giá vốn thì à, em nghĩ là mình cứ nên nên giữ tiếp nhá, nên giữ tiếp. Cái vùng này rồi hơi bán thì nó cũng hơi tiếc. Bán hơi tiếc. Last 30 13.8. Uh, về con lát này thì em có đề cập ấy là trước mắt thì nó sẽ kiểu nó sẽ vẫn đi lình xình thôi chứ nó không 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 vào một cái nhịp kéo luôn được nhé thì uh, nếu mà trước mắt thì em thấy là đi lình xình cái này thì cứ giữ còn nếu mà nó tốt nó có những nhịp kéo lên luôn nhé kéo lên chẳng hạn nó kéo nó kéo với von nhỏ lên được khoảng những cái vùng giá khoảng 14 14.5 ấy thì chúng ta nên nên thoát dần nhá nên thoát dần để chuyển sang cái dòng khác thì nó sẽ ok đấy đấy là đối với quan điểm của em bởi vì uh, cái nhịp này lát này cái phiên hôm nay nó bán von khá là mạnh thì em thấy là nó cũng hơi hơi xấu nhá bán với von khá là mạnh như này thì nó cũng hơi xấu đấy cứ bán von mạnh thì nó xấu ấy tg 10 5 giữ được không giữ được ạ à? 10 năm mà các vị thế cũng khá là ổn nhá nói chung là nó chỉ bị rũ thôi mà rũ không sao cả phiên này là phiên rũ đúng không phiên rũ cũng bán von mạnh ấy nhưng mà làm sao là nó làm sao khi mà nó đã vượt được cái nền tảng nhá nó vượt được cái nền tảng lớn này, này. đấy, tg vượt được cái nền tảng lớn sau đó nó đi tích lũy trên này đấy nó sẽ phải gặp những áp được chốt lời đúng không cùng với thị trường chung nên là em thấy là tg nó đang về những cái vùng hỗ trợ rồi thì em thấy là vẫn ổn oh, nhá vẫn giữ được cho em anh ấy còn đang có cái vị thế lãi nữa thì em nghĩ là giữ thoải mái Novaland Novaland thì trước mắt là chúng ta sẽ uh, vẫn giữ và cái target cái nhịp này khả năng là lên đến cái vùng giá 18 nhá. Em cũng vừa trao đổi đấy là đánh cái biên từ 16.5 đến 18 nhá. Đánh biên ngắn như vậy thôi. Rồi chúng ta sẽ phải chờ đợi xem là thị trường nó tích lũy như thế nào nữa thì chúng ta mới ra quyết định thêm nhá. Còn trước mắt em thấy là cái nhịp này nói chung là sideways thì thì đánh nó 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 cũng phải đánh nhanh thắng nhanh một xíu. Đúng không? Các chị nào mà có vị thế sớm mà kiểu nó thuận thị trường thuận ngày mai ngày kia nó kéo thì chúng ta cũng phải xem xét những cái vùng kháng cự để chúng ta uh, chốt chốt cho một phần nhá. Uh, ờ thì đây à thì khoảng là 20 anh chị nhá. Sorry các anh chị một xíu nhá. Đấy, g thì tầm uh, giá tầm hai um, 20 nhá, là cái vùng kháng cự của nó. Đấy, nó lên đến đây chúng ta sẽ xem xét tiếp nhá. Lên đến đây thì sẽ xem xét tiếp. À, vẫn có hội nhóm hô bán mới sợ chứ. Thật ra là cái đấy là nó tùy vào tùy vào quan điểm của người ạ. Chứ cũng không thể nào chắc chắn là bên đấy là nó đúng hay là nó sai được, nhưng mà nói chung là cái đấy sẽ phải tùy vào từng cái nhận định và xem xét là cái chị phải là những người mà xem xét xem là cái cái gọi là gì nhỉ? Cái uh, chiều hướng mà cái cái kịch bản mà người ta đưa ra nó có hợp lý không nhá. Cái chị phải phải xem xét là nó có hợp lý và nó phù hợp với cái cách của các anh chị không thì chúng ta uh, mới quyết định chứ đừng có mà đi quá nghe về về một phía nhá. Trước mắt là các anh chị cần phải tự tự có những cái quyết định cho riêng mình đã đấy và sẽ uh, mấy cái mấy cái hô hào ấy thì các anh chị gọi là gì tham khảo thôi nhá và đừng có đi tham khảo quá nhiều nó đầu lắm cứ bên mua bên bán nó đầu lắm em thì cái uh, cái kịch bản và cái uh, gọi là gì nhỉ cái nhận định của em ấy từ đầu đến giờ nó vẫn xuyên suốt là uh, thị trường nó vẫn đang ở một cái nhịp xe quay đúng không từ những cái thời điểm tham gia từ những cái thời điểm mà nó uh, gần như là đáy đấy 1020 đấy nhá đến thời điểm hiện tại thì em nghĩ là các anh chị vẫn cứ nên nắm giữ cho em được nhá cũng không cần việc gì phải quá mua và bán ra quá nhiều làm gì cả thật sự là nó không nó không phù hợp với cái uh, thời điểm sau quay này còn một phần các anh chị đánh có gì đánh từ biên dưới lên bên trên chốt lời thì ok nhá chốt là một phần còn uh, vị thế lớn thì các anh chị em nghĩ là các anh chị làm có những vị thế lớn từ cái cái vị thế tốt này, này thì em nghĩ là vẫn nên nắm giữ để làm sao để kỳ vọng vào những cái cơ hội nhá một khi những cái cơ hội đấy mà nó đã xảy ra thì gần như là các anh chị sẽ sẽ không biết được là nó sẽ chạy như thế nào đâu ví dụ như là cái g này ở à, bây giờ ví dụ các anh chị bảo đúng không lại lên đến đây này các anh chị bán này, bởi vì là bảo sao đây kháng cự rồi hồi từ đây đến đây mà đúng không bán rồi đúng không đấy chẳng hạn như có phiên kéo vượt đây này các anh chị bán luôn ở những cái thời điểm này và kháng cự rồi nhưng các anh chị nhìn này sau đấy nó còn chạy làm sao nữa nó chạy đi lắm nhá không biết được là nó sẽ chạy được, được đến bao nhiêu đâu đấy một khi cơ hội mà nó đã đến ấy thì gần như là nó sẽ kéo mà các anh chị sẽ không không tưởng tượng được là nó sẽ chạy đến đâu đấy. nên là về một cái uh, vị thế ngắn thì chúng ta cũng nên có một phần nhưng mà trước mắt là chúng ta vẫn phải quan tâm nhiều nhất đến cái vị thế lớn của chúng ta nhé trước mắt là em thấy là các anh chị nào có những vị thế tốt thì chúng ta vẫn cứ nắm giữ nhé vẫn nắm giữ là chính còn những, tùy những cái thời điểm nào mà nó gọi là gì nó có những cái dấu hiệu mà nó đảo chiều Nó lớn ấy Thì lúc này chúng ta Cũng phải Gọi là gì Hạ tỷ trọng Đúng không Hạ tỷ trọng chốt lời một phần Để nó có được những cái vị thế tốt Có thể Có thể có tiền để gom dần để Những cái Cái thời điểm mà chỉnh Thì nó sẽ hợp lý PDR thì sao mình ơi? PDR PDR thì em thấy là đánh từ biên 26 Lên đến cái biên 29 Là được nhá Đánh được Từ cái biên 26 lên đến 29 Thì ok anh ạ VND. VND thì uh, trước mắt là lấy được cái vùng nền này, này thì chúng ta sẽ làm sao? Thị trường mà nó ủng hộ đúng không? Nó kéo lên được đến những cái vùng 22 rồi nó tích lũy tiếp. Thì em nghĩ là chúng ta cứ nắm giữ cho em nhá. VND cái vùng 21 đến 21.5 nó là cái vùng nền uh, lấy ổn nhá, vùng nền lấy rất là ổn. Các chị đang theo dõi livestream thì uh, dành một ít thời gian like cũng như là share cái buổi chia sẻ này nhé để nó đến được uh, với càng nhiều người càng tốt xem giúp HSS HSS thì không có điểm mua nhé HSS thì bây giờ không còn điểm mua nữa rồi IDI EIB vote nói chung là không có con nào mà nó vào những cái dòng mà em đang tầm ngắm nha thủy sản nhịp này thì uh, nói chung là cũng hơi lông do lắm thủy sản em sẽ chờ đợi nó tích lũy thêm thì mới ra quyết định được nhé Thì sạt thì cần tích lũy thêm thì mới ra quyết định được. Trước mắt là trước mắt là phải chờ đợi nó tích lũy thêm. Vốt Vốt cũng vậy ạ. À. Nói chung là ừ, chưa thấy được cái vùng này là cái vùng nền ổn nhé, nó chưa có nền. Chưa có nền ổn thì em thấy là chưa nên tham gia. EIB thì có có lực đỡ thì ok AIB EIB thì gọi là gì? Có nó về hỗ trợ. Đấy, về hỗ trợ và hôm nay có lực đỡ thì ok nhá. Yeah. Thì ok hơn. Đây, cái vùng này, này, là cái vùng làm sao? Là cái vùng giá, là cái vùng giá gom nhá. Yeah. Là cái vùng giá gom đấy. Em thấy ổn mà. Nói chung là về cái vùng này thì nó ok rồi nhá. Yeah. Các anh chị nào mà gom EIB quanh cái vùng 18 này thì thì ok xem giúp anh DG và được không DG DG vẫn vào được mà anh Nói chung là DG em có trao đổi từ, từ cái những cái thời điểm mà lên đến cái vùng 27 này thì em bảo là bao giờ nó về 25x ấy, thì chúng ta mới gom nhé bao giờ về 25x gom còn 27 thì đừng có hỏi mua vì về mua ở những cái vùng đấy là nó sẽ không không có lợi đâu nhá nên là hiện tại em thấy là DG nó đang tạo nền ba phiên này rồi thì cũng ổn vẫn đang ổn nhá Nói chung là nếu mà nó có những cái nhịp mà tạo nền thêm ở đây này thì nó sẽ chắc chắn hơn. Nhá. Yeah. Nói chung là quanh cái vùng giá 25. 25.5 đến 26. AGR 20.7. À AGR HDG phân tích giúp à, anh Hoàng Trọng. AGR chứng khoán thì con này đi nền cũng ổn mà. Đây, đi nền khá là lâu rồi vọn siết lại nhá vùng hỗ trợ thì khả năng em thấy là cái, cái cái lực đỡ ở vùng 15 là có nhá nó chưa nhúng về 15 nhưng mà nó đang ở cái vùng nền quanh cái vùng 15.5 đến 16 thì em thấy là nó là cái vùng nền khá là chắc nếu mà chúng ta gom dần thì cũng được nhá gom dần từ những cái vùng 15.5 đến 16 này thì ok à, còn HDG HDG thì em nói nhiều rồi đấy là cái trường hợp mà gọi gì là một cái điều đánh lớn đánh một cái deal mà nó gọi là gì chung dài hạn luôn nó đang có một cái chen đang có một cái chen giảm này đấy và bây giờ cái nhiệm vụ của hdg đó chính là nó làm sao nó phải tích lũy nó phải tích lũy dần lên đến đây ví dụ nhé ví dụ cái nhịp này này hdg cái vùng giá này thì em thấy là nó đang là cái vùng giá gom của tổ chức rồi Nhá, nó là cái vùng giá gom này đây đúng không đấy. phiên bứt lên này. đấy về hỗ trợ khá nhiều lần này nó đang là cái vùng giá gom này thì nó sẽ đi tích lũy này tích lũy tích lũy lên này Đấy, chạm vào cái vùng kháng cự này rồi nó lại làm sao tích lũy một cái nền nữa đúng không nó tạo một hai ba bốn nền đúng không bốn nền rồi nó làm sao có thể nó sẽ chỉ ba nền thôi ba đến năm nền đấy tạo xong này siết von này siết von này tiền vào lối này break được cái chen này thì chắc chắn nó sẽ vào những cái nhịp kéo à, trước mắt là nó sẽ kéo lên đến cái ba ba nhá đấy là đối với hdg và cái kịch bản của nó em vẫn giữ cái quan điểm hdg là những cái cổ phiếu mà chúng ta cần phải có cái sự nhìn nhìn xa trông rộng một xíu bây giờ có thể là nó chưa ngon chưa hấp dẫn đâu nhé nhưng mà khi mà dòng tiền nó vào nó uh, nó tích lũy đủ nhé nó tích lũy ổn nó đang tích lũy từ những cái thời điểm mà um, tháng 9 rồi nhé tháng 9 đến tháng 12 đấy và và nó tích lũy này tích lũy lên này đúng chưa kéo lên rồi lại điều chỉnh phá được cái chen giảm này thì nó sẽ vào một cái nhịp kéo em nghĩ là khá là khá là nhiều đấy hsg 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 27 hsg 27 ổn anh ạ à, ổn 27 là cái vùng uh, vùng anh này lấy cái nền nhá lấy từ hỗ trợ nhá ổn oh. con này thì nó chưa tạo được nền nhiều nhưng mà nó nó có cái vùng hỗ trợ nó có lực đỡ thế này thì uh, nhiều khả năng nó sẽ có những nhịp kéo lên này đấy, tạo, đấy, kéo lên rồi lại làm sao điều chỉnh kéo lên lại điều chỉnh kéo lên điều chỉnh kiểu vậy nhá con này nó cũng kiểu, 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 nhiều anh chị đề cập cốc thể cầm đấy. Đấy, kiểu vậy đấy. Nói chung là nó chưa tạo được một cái nền, cái đáy nền nó phẳng. Nên là kiểu đánh nó chưa yên tâm. Nhá, đánh nó chưa yên tâm. Nhưng mà nếu anh chị nào lấy từ từ hỗ trợ này thì ổn. Nhá. Đấy. HDC đánh trung hạn thì phải tầm 40 anh chị ạ chị Phạm Thị Hương à, thì nếu anh trung hạn nhé em đang nói về trung hạn nhé còn trước mắt đấy thì em thấy là nó sẽ khả năng nó sẽ kéo được đến những cái vùng giá 35 đấy quay lại cái vùng 35 rồi lại tích lũy để vượt lên nhé HDC và HDG là hai những cái là những cái điều mà em thấy là đánh để trung hạn được đánh trung hạn được nhé nó đang ở cái vùng hỗ trợ này là cái vùng gom của tạo lập này ổn mà đấy rũ và test lại cái hỗ trợ này với von cực nhỏ thì em thấy là khi mà nó test cái von nhỏ ở đây này, chúng ta có thể lấy được à, BSR giúp chị BSR thì <laughs> hình như em có trao đổi với chị là BSR này nó cũng không có cái gì hấp dẫn đúng không em có trao đổi mà Đấy. còn bây giờ nó sẽ về những cái vùng hỗ trợ này này bây giờ nếu mà chị đang cầm thì em nghĩ là thôi cứ cầm cầm nốt đi cầm nốt đi vì nó đã về cái hỗ trợ rồi thì nó sẽ làm sao nó đi ngang đây đi ngang đây mất thời gian khá là lâu hơi chán còn nó vượt được cái chen giảm này thì nó sẽ 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 vào một cái nhịp uh, gọi là gì nhịp kéo nhé nhịp kéo kéo thì kéo thì trước mắt là nó sẽ kéo lên được khoảng cái vùng 19 20 đây nhé khoảng cái vùng 20 thôi chứ không kéo được nhiều à, dòng dầu khí thì nói chung là cái nhịp này nó cũng không có cái câu chuyện gì nó quá hấp dẫn dòng tiền đầu cơ nó cũng không, không tham gia đặc biệt là BSR SSI và VIX phân tích giúp mình hai con này Valen sao mọi người đấy em thấy là rất nhiều người quan tâm đến những cổ phiếu kiểu dòng bất động sản hay chứng khoán Novaland thì đánh biên từ 16 đến 18 nhá em có đề cập rồi đấy đánh được cái biên này nhá đang tạo một cái nền đấy. đang tạo cái nền con nhỏ rồi đánh được cái biên từ 16 đến 18 này đánh được SSI và VIX hai con chứng khoán này thì uh, uh, SSI thì hôm nay nó có lực đỡ này đấy. vùng lấy có, của nó có thể là cái vùng 32 nhá 32 đánh biên từ 32 lên đến cái vùng uh, 34 rồi chúng ta sẽ xem, xem xét tiếp là nó sẽ tích lũy như thế nào nhá để ra thêm cái quyết định. Vích. vích thì đây vích là lấy từ cái vùng này 16 đến 16.5 nhá đánh lên đến cái vùng 18 thế thôi. Nếu mà đánh ngắn nhá đánh ngắn đánh thế thôi. Rồi sẽ xem xét nó tích lũy ra sao. Vào thêm. Đấy trước mắt là nếu mà lên từ 16 đến 18 này thì chúng ta cũng có một cái vị thế một cái lợi thế nó khá là khá là tốt chứ đúng không có một cái vị thế 10 phần trăm lãi 10 phần trăm thì dù nó có chỉnh cho các anh chị 5 7 phần trăm thì chúng ta cũng không lo nếu mà chúng ta có một cái gọi là gì cái sự cầm nắm lâu dài để đánh một cái điều trung hạn cái thả các anh chị ăn lớn đúng không còn hơn là ăn vài phần trăm nó không đáng kể em thì em sẽ thường theo những cái cái chiều hướng đấy hơn nhé thứ nhất là đánh như vậy thì nó cũng đỡ mệt không phải theo dõi nhiều thứ hai là nó cũng đỡ tốn phí thứ ba là hầu như là cái việc đánh đánh sóng ấy và cái đánh đánh theo trend dài hạn chung dài hạn như vậy thì nó sẽ thường nó sẽ thường được những cái nhà đầu tư đã được những cái nhà đầu tư gọi uh, gì lỗi lạc trên thế giới người ta áp dụng người ta sử dụng và người ta chứng minh là nó hiệu quả nhé nó sẽ hiệu quả hơn là chúng ta cứ đánh lướt sóng Đấy, vích thì em thấy là nó sẽ kiểu diễn biến như thế này thì nó sẽ hợp lý này. Cáo lên đến đây rồi lại siết lại siết lại một cái nền nữa này. Đấy, rồi sau đó nó bứt lên thì sẽ ok hơn nhá. NHA, NHA Ngắn à, A thì nói chung con này nó sẽ đánh nó hơi hơi khó đấy. Về hỗ trợ rồi nếu mà anh đang cầm thì thì nên giữ tiếp, còn nếu mà kiểu anh muốn đánh mới thì em nghĩ không nên nhá. Không nên. IDI IDI thì em sẽ cần phải nó đợi nó tích lũy một vài phiên nữa thì nó sẽ hợp lý nhá. Em sẽ đợi nó tích lũy một vài phiên nữa <laughs> Sao tự nhiên mũi thế nhỉ <laughs> Ok không anh chị Cái buổi chia sẻ của em ngày hôm nay Thì nó chiều nó đến đây thôi Ớ, Nãy giờ không thấy ai hỏi về dòng thép nhỉ Có NKG này Em nghĩ là NKG khả năng nó sẽ có những cái nhịp Nhịp kéo lên đấy Kéo lên luôn đấy NKG Nó lại khá giống cái nhịp này Hôm nay em cũng có một cái vị thế Vào cái vùng giá 23 Đối với NKG Đấy nói chung là cái nhịp này thì em thấy là các anh chị nên nên canh những cái vùng nền nhé, nên canh những cái thời điểm mà nền để chúng ta gom dần thì nó sẽ là hợp lý. chứ đừng có mà thứ nhất là đừng có mua đuổi, thứ hai là đừng có mà kiểu đánh nó đánh kiểu không nên mua đuổi là một, thứ hai là cũng không nên bán đuổi đấy kiểu như vậy. chúng ta phải cần có những cái thời điểm mà nó nó cần có cái sự bình tĩnh để chúng ta và hành động theo cái kịch bản thì nó sẽ là hợp lý nhất chứ đừng có mà mua đuổi rồi bán đuổi thì như vậy là chúng ta sẽ sẽ lỗ sẽ chỉ có lỗ thôi thật sự nói chung là nhịp này thì tổng kết là em thấy là chứng khoán là ok khả năng chứng khoán nó sẽ có những nhịp kéo kéo sớm em thấy tích lũy ổn lắm nhá FTS này FTS khả năng là ngày mai cũng bứt nói chung là VIX cũng ổn Đấy, FTS khả năng ngày mai bứt SSS cũng khả năng bứt MBS cũng khả năng bứt mbs trước mắt thì cái uh, cái kháng cự nó là 24.5 bốn chị Thanh Nguyễn. Đó. Ờ, thì uh, buổi livestream của em ngày hôm nay sẽ uh, kết thúc tại đây các anh chị nhé. Uh, tự chung lại là chúng ta sẽ uh, tổng kết lại là lại chúng ta sẽ chốt lại một cái điểm là Index hiện tại nó vẫn đang chỉ ở trong một cái nhịp uh, sideways thôi đúng không? Vẫn chỉ đang trong nhịp sideways thôi và chúng ta sẽ tận hưởng những cái nhịp này nếu mà nó tốt nó sẽ hồi lên được những cái vùng 1130 rồi chúng ta sẽ xem xét nó tích lũy ở cái vùng này nhé xem xét nó như thế nào rồi chúng ta sẽ ra được những cái quyết định là đánh chung dài hạn cho một cái nhịp sau này còn trước mắt thì em thấy là anh chị nào mà ngày hôm nay gọi là gì đánh đổi gọi là gì chấp nhận một cái rủi ro và đánh cược là thị trường nó sẽ lên thì em nghĩ là là hợp lý nhé đánh cược từ những cái vùng hỗ trợ này thì em nghĩ là hợp lý nên là buổi livestream ngày em ngày hôm nay chủ yếu là để trao đổi với các anh chị về những cái vị thế là hiện tại các anh chị nên nắm giữ tiếp hay là có thể nên mua ở những cái vùng nào thì nó hợp lý cũng như là đưa cho các anh chị về một cái kịch bản là thị trường nó sẽ diễn biến ra sao ờ, trong cái khoảng ừ, cuối năm cuối năm 2023 cũng như là ừ, sang cái tháng 1 để cái nhịp chúng ta đánh từ giờ đến trước tết nha trước tết âm lịch ấy, thì nó nó sẽ giúp các anh chị có được một cái khoản lợi nhuận trước mắt là nó nó là tạm nhé tạm ổn nên là buổi livestream của ngày hôm nay thì em đến đây thôi các chị nhá. À, NKG à? Ok ok ạ. À. NKG. NKG thì hôm nay thật sự là cái vùng 23 ấy. Nó là cái vùng nền, lấy thì nó sẽ hợp lý. Chứ bây giờ bảo để lên 24 thì em thấy là nó lại hơi hơi với. Nhá. Ừ, nếu mà thật sự là ngày mai mà nó nó chưa chạy lên luôn nhá. À, nếu mà ngày mai nó chạy lên luôn mà nó vượt cái 24 này thì chúng ta sẽ canh những cái cái thời điểm mà nó chỉnh về 24 nhé von lớn chẳng hạn nó vượt cái von lớn thì chúng ta sẽ canh những cái thời điểm mà nó chỉnh quay lại cái vùng 24 thì chúng ta có thể gọi là gì mua đuổi được lại mua đuổi chấp nhận cái rủi ro một tí à, bởi vì nó có gờ mà nó vượt này thì khả năng em thấy là nó là một trong những con mà nó vượt đỉnh Nên này khả năng là nó sẽ kiểu nó chạy kéo trước nhé nó sẽ kéo trước đấy nó sẽ giống cái nhịp này, này nên là em thấy là nếu mà đã mua chậm rồi thì thôi phải chấp nhận được một cái rủi ro như thế thì mới mua được NKG. Đây ví dụ như cái nhịp này Đấy. Đúng không? Chẳng hạn này, nó kéo lên đây. Lúc ấy phải chấp nhận mua đuổi những cái vùng này chứ, đúng không? Von lớn như thế này, Đấy. Von nó phải lớn như thế này thì nó mới ok. Nhá. À, còn còn không thì em nghĩ là NKG thì nó có những cái nhịp chỉnh về khoảng 23 này thì nó sẽ hợp lý. Là cái vùng gom hợp lý. Đúng rồi, em thấy là khả năng là thép là nó sẽ chạy rồi. NKG ngày mai dễ chạy lắm nên là em nghĩ là giờ hơi khó mua hôm nay mua được vùng 23 là ổn rồi chứ bây giờ không mua được thì 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 khó nhé nếu mà nếu mà chúng ta mà vẫn kiểu hơi chậm trong cái việc là theo dõi thì có thể tham gia vào dung cộng đồng của mình nhé em có để cái link ở đấy rồi chúng ta có thể tham gia dung cộng đồng để khi mà nó có những cái tín hiệu gì thì mình có thể nhắc các anh chị trước thì các anh chị sẽ có cái sự chủ động hơn nhé còn nếu các anh chị cần người đồng hành và hỗ trợ các anh chị trong cái việc là trao đổi về cái định hướng cũng là mua bán thì có thể uh, tham gia vào zoom tư vấn của mình à, buổi livestream ngày hôm nay thì uh, đến đây là kết thúc các anh chị nhé uh, chúc các anh chị uh, một buổi tối uh, vui vẻ và các anh chị cũng nghỉ ngơi sớm để gọi là gì chuẩn bị cái tinh thần khả năng là ngày mai phải đua lại <laughs> nhá khả năng là em nghĩ là em đang hướng về cái việc là nó đua lại nhiều hơn vì thật sự là ngày hôm nay em cũng có vào đấy nó là như thế còn giờ ai mà cứ view chỉnh chỉnh giảm giảm sập là em ghét <laughs> giờ là ghét ai mà bảo view sập giảm còn nếu mà là, khi nào thị trường nó thật sự là nó có những cái điểm mà nó, nó xấu và nó đảo chiều nó gãy chen nó mất chen thì thật sự là lúc đấy là sẽ phải thoát còn thị trường hiện tại nó vẫn đang tốt thì chúng ta vẫn vẫn phải vẫn phải tìm những cái thời điểm mà nó hợp lý để tham gia đúng không anh chị nên là em xin phép uh, kết thúc buổi livestream tại đây. Hẹn gặp lại các anh chị uh, trong uh, buổi giao dịch ngày mai. Cũng như là nếu như ngày mai nó nó có những cái biến động thì uh, em sẽ có thể livestream uh, trong phiên cũng như là trao đổi với các anh chị uh, ngoài ngoài giờ nhé. Trao đổi với các anh chị ngoài giờ lên những video để trao đổi với các anh chị. Hẹn gặp lại các anh chị nhé. Bye bye mọi người. Bye bye các anh chị. Uh, chào chị chào chị uh, Phạm thị Hương nhá. Bye bye chị. Vâng ạ. À. Bye bye chị.